Xin chào tất cả mọi người, xin chào các bác. Hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đấy là lốc điều hòa của Suzuki 550kg đến 750kg. Đây là một dòng lốc Santic. Đây là lốc đúng theo xe luôn đấy. Đây là hai cái chỗ bắt mặt bích, một đầu hạ, một đầu cao. Khi mà gióng lên cho anh em thì sẽ có một mặt bích bắt vào đây và chuyển ra đầu co gen. Anh em có thể chế rất là dễ dàng. Hàng được sản xuất là mới 100%. Với cái giá thành khá là ổn và cái chất lượng thì được đảm bảo, thì em nghĩ là khi các bác gióng điều hòa thì nên lắp dòng Santic này. Nó vừa nhẹ mà độ chạy của nó rất là êm. Bu ly của nó là mật xanh nhá anh em nhé. Bu ly của nó chạy mật xanh, bản của nó là bản ép. Anh em có nhu cầu cần tư vấn và giải đáp thắc mắc thì liên hệ với em theo số điện thoại là 0366495112 hoặc là 0769086333. Hỗ trợ tư vấn thay thế lắp đặt và sửa chữa tại số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số điện thoại là 0856727222. Em xin cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem và theo dõi video của em. Xin chào mọi người.